nhẹ buông chặt anh gặp em giữa phố đông. Nhìn em xinh thật xinh làm em cứ hoài mong ngóng. Rồi bất chợt em cũng đã nhìn thấy ánh mắt anh, còn chẳng biết là anh đã có người kể bên chưa. Tại vì sao hơi thật chẳng biết đâu, em cũng chẳng biết đâu, nhưng chắc cũng vì em mà đứng hình thật lâu. Vì thế chắc là do duyên thôi đúng không, em cũng chẳng biết đâu, nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu. Hai cộng ba bằng mấy, hai cộng ba bằng năm, vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm. Đỏ mùi hương làm anh chú ý một ai đó, làn mi cong cùng mascara. Hôm nay đâu phải thứ sáu người 13, gửi giúp anh một năm đi nè, bởi vì tim anh đang loạn nhịp. Đừng cong thân thể em làm anh thở không kịp.